Ai bảo 30 tháng 4 mà đi chơi thì là đại gia. Để hai chip gợi ý cho các đại gia tình cảm những địa điểm du lịch tiết kiệm nhất vào dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp tới nhé. 1. Hà Giang. Hà Giang với khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là cảnh sắc hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. Hà Giang luôn là một điểm đến lý tưởng để trốn nắng vào mùa hè. 2. Mộc Châu. Tại đây bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa đào mơn mởn rực rỡ. À, sắp đến mùa mận rồi, hôm nay thì đừng quên mang theo một gói giúp hào hào để càn quét mùa mận nhé. 3. Sapa, một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với miền Bắc. Sapa luôn khiến giới trẻ dao đào với những cánh đồng bậc thang xanh ngút ngàn, trekking với những bản làng của người dân tộc thiểu số và tận hưởng không khí se lạnh của núi rừng. 4. Hội An, thành phố rực rỡ ánh đèn. Đến đây bạn hãy ngắm nhìn những ngôi nhà cổ và dạo thuyền nghe khúc hát ngân nga trên sông Hoài. 5. Thành phố Huế, thành phố cố đô của Việt Nam với nét đẹp các cung điện, hành lang tầm từ thời xa xưa. 6. Đà Lạt, thành phố của hoa và mây, tận hưởng khí hậu se lạnh mát mẻ. Đến đây bạn nhất định phải tham quan thung lũng tình yêu, đồi mơ mộng, vườn dâu Đà Lạt để đưa về những tấm ảnh check-in xịn sò nhất nhé. Lưu lại ngay top 6 địa điểm trên để vi vu hè này nhanh thôi nào.